Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm 17 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và biến tính, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, không mưa, đêm về sáng trời lạnh, vùng cao trời rét, có nơi rét đậm. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và biến tính dần, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Đêm về sáng trời lạnh, vùng cao trời rét, có nơi rét đậm. Thời tiết diễn biến phức tạp, nóng lạnh đan xen làm các loại dịch bệnh phát sinh phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh cúm mùa. Vậy nên quý vị và các bạn nên theo dõi sức khỏe của bản thân và mọi thành viên trong gia đình, giữ gìn vệ sinh cá nhân và đảm bảo sức khỏe là cách phòng bệnh hiệu quả trước diễn biến thời tiết thất thường như hiện nay. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.